Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Can I ask you this? Đợi tí, mình đang ở buồng của Thermaltake anh em ạ. Nơi đây thì có rất nhiều các PC custom, bởi vì hiện tại Thermaltake đang làm chính về phần customized PC. Can I ask you this? How can this keep spinning without the wire be like caught? For these motors, I will find the people to tell how. Okay, please, thank you very much. Rồi, thì hiện tại là đây đang là buồng của Thermaltake, và họ thì phải là quá trời luôn về những PC custom. Ví dụ như mình đây, mình đang đứng cạnh một chiếc cây. Đây không phải tên của nó nhá, nhưng chiếc cây này có khả năng xoay tròn. Và mình đang muốn hỏi Thermaltake là tại sao mà nó lại không bị vướng rơi. Đấy. Và ở trong đây thì có tất cả những đồ của Thermaltake, bao gồm nào thì fitting của Thermaltake này, nào thì bơm màn hình của Thermaltake này, và hiện tại đây còn có cả block RAM của Thermaltake nữa. Nhưng block RAM thì không dính với cái gì cả. Ngoài ra thì bên này chúng ta còn có một chiếc vỏ cây. Mình cũng rất thích vỏ cây này luôn. Đây là chiếc C750 Air Snow. Nhưng phiên bản này thì đã được customize rồi, để cái mang gọi là một cái tinh thần là kiểu comic anh em ạ. Nó một chút mang tính là, anh em nhìn thấy không? Rất là hoạt hình đúng không? Này, từ những họa tiết về đường kính này, đường sơn này, và kể cả ống nữa, cũng tạo nên cho mình một cảm giác nó rất là hoạt hình. Và mình vô cùng là thích cái design này. Nhưng tất nhiên, họ Thermaltake cũng không chỉ đầu tư về những cái bộ cây trông bình thường. Nó còn có những cái bộ cây này. Đây. Đây là đây trên này chúng ta sẽ có này Fire Kuda Sushi Bar này. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có gọi là tòa nhà Thermaltake với cả Asrock và là LG này. Bên dưới thì sẽ có Madeka Supply và LG Arsenal này. Bên này chúng ta có thể thuê được xe đạp Thermaltake này. Rất là hay và rất là ngầu. Đây thì là chiếc vỏ cây đã được mod, và theo mình thấy là chiếc T500 này vậy. Mình nhìn thấy đây Tower 500 đã được mod thành như này. Nhìn rất là hay. Vậy tức là có thể thấy là có rất nhiều tiềm năng ở trong những vỏ cây Thermaltake. Và nếu mà anh em thích thì anh có thể qua ngay những cái cửa hàng của Thermaltake, và chúng mình có bán mà. Nhưng tất nhiên anh em không thể nào mua được những cái sản phẩm này ở bên ngoài, mà anh em bắt buộc phải tự mod thôi. Còn những cái sản phẩm vỏ cây bình thường của Thermaltake ấy, thì vẫn đầy rẽ luôn anh em ạ. Anh có thể check ngay và mua luôn tại những nơi ví dụ như cửa hàng của Hacon chẳng hạn. Đây là chiếc Tower 500 nhưng mà được sơn lại này. Và chiếc cạc Tube Gaming cho này cũng được sơn lại đẹp kìa, đẹp ghê luôn đấy. Đáng ra là cái fitting mà sơn lại nữa thì đẹp này. Ở bên này thì là chiếc đây cũng là T500 thì phải, nhưng mà được mod kiểu Initial D, tức là cái anime đua xe nếu mà anh em có biết ý. Còn bên này thì là chiếc P6 Racing Green. Có vẻ như đây là một cái colorway có sẵn, và đây là một cái game mà anh em có thể mua được ngay tại cửa hàng luôn. Bởi vì đây này, à, nó cũng là mod anh em ạ. Tức là nó sử dụng vào chiếc P6 nhưng mà được mod lại bởi ông anh Matt Mod từ Philippines. À, được đấy. Và cuối cùng thì là một chiếc khác, là chiếc đây, chiếc Ceres 500 nhưng mà phiên bản Snow. Tức là đây đã được sơn trắng lại đây đúng không nhỉ? Đây, đồ modder của Tantric Mod này từ Philippines. Em phải công nhận là Philippines rất nhiều người mod luôn, cực kỳ giỏi họ về cái khoản modding này. Và tất nhiên không thích mod nữa thì anh em có thể mua cây bình thường. Đây là chiếc C750 TG Tempered Glass của Thermaltake, cũng đã được lắp RGB các kiểu vào đây. Còn bên này là chiếc C750E. Nó sẽ có rất là nhiều mesh, nhiều mủng các thứ, và sẽ đảm bảo cho anh em thoáng mát nhất cho bộ cây của anh em. Ví dụ như đây là chiếc 40 à? Đoán là 4090. Ồ, đây trong này không có cạc. Trong này là cạc fake. Trong này là cạc fake anh em nhé, đây không có cạc. Nhưng mà có vẻ dựa trên chiếc thiết kế của 4090 Switch thì phải. Và đây, vỏ cây rất to. Với những người nào mà thích cây to ấy, thì đây cực kỳ hợp lý luôn. Có một cái power station ở ngay trước mắt thì quá là đẹp. Đây, khác Temple Glass là có kính đằng trước, còn cái phiên bản E thì nó sẽ toàn hoàn toàn là cái mesh luôn, hoàn toàn là lỗ thông khí, rất là đẹp đẽ ở bên trước này. Hiện tại ấy, thì mình đang đứng trước một cái quầy mà anh em có thể khả năng gọi là vui rất nhiều. Đây là chiếc quạt của Swap, đây là Swafan. Swafan là một cái dòng mới của Thermaltake. Cái dòng này giúp cho chúng ta có thể thay đổi quạt trong phút chốc luôn. Anh em không chỉ DIY cây nữa mà còn DIY cả quạt. DIY là như nào? Đây anh có thể thấy đây nhá. Chúng ta sẽ có một cái quạt đây đúng không? Một chiếc quạt đây bình thường anh em, đây là chiếc là T12250 này, tức là 12 mm, 25 độ dày này. Anh em có thể nhá. Đấy. Và đổi chiếc quạt chiều ngược lại cho chúng ta. Đây, đổi chiếc quạt chiều ngược lại. Xong luôn. Vậy tức là như nào? Tức là anh em bây giờ dù bất kỳ đâu, ví dụ nhá, anh em cần airflow ngược đúng không? Anh có thể cắm như này và nó thổi ngược từ đằng sau vào, mà không cần bị ảnh hưởng về vẻ đẹp của chiếc quạt. Đúng không anh em? Quá là chuẩn. Tức là thay vì là phải bán mẫu quạt xuôi, mẫu quạt ngược, thì bây giờ gọi là Thermaltake làm ngay một chiếc quạt là
đổi xuôi cũng được mà đổi ngược cũng được. Mình rất thích cái mẫu quạt này ấy, thì nó là một mẫu quạt cực kỳ là cao cấp và chúng ta sẽ có thể có mức giá tại Việt Nam là khoảng tầm 800 đến 900 nghìn một quạt và nó sẽ đảm bảo cho anh em là hiệu năng cao. Chiếc quạt này theo như mình biết ấy là nó có độ độ mát và độ im lặng ngang bằng với cả nông tua. Một con số một cái claim rất là ấn tượng đúng không ạ? Và mình có thể thấy có cả các mẫu khác đây nào, thì RGB này, nào thì Daisy Chaining Magnetic này, và đây đây nói chung là những cái này là công nghệ mới này. Bây giờ công nghệ không dây là công nghệ đang trending này, tức là những cái quạt này có thể kết nối một cách dễ dàng. Đây mình gỡ ra xem nhá, 500 nha anh em nhá, 500 đấy, 500 này anh em nhìn này, 500 này, dính này, dính này, dính này, ngửa phát này bạch xịn chưa. Đây mình thực sự cảm thấy ấn tượng với những gì mà Thermaltake đang làm và hy vọng rằng có thể họ có thể phát triển hơn nữa, đồng thời giảm mức giá nữa bởi vì nó khá đắt đấy các bạn ạ.